Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 6 trang 133, sách giáo khoa vật lý lớp 11, nội dung như sau. Hai dòng điện đồng phẳng, dòng thứ nhất thẳng dài, cường độ I1 bằng 2A. Dòng thứ hai hình tròn, tâm O2 cách dòng thứ nhất 40 cm, bán kính R2 bằng 20 cm, I2 bằng 2A. Xác định cảm ứng từ tại O2. Như vậy để có thể giải quyết bài toán này thì việc đầu tiên các em cần vẽ được hình để chúng ta có thể dễ dàng phân tích. Ở đây thì cô đã tiến hành vừa vẽ hình và đồng thời vừa tóm tắt lại đề bài. Các em có thể quan sát. Chúng ta thấy là đề bài cho biết rằng là có một dòng điện thẳng cường độ I1 bằng 2A đặt đồng phẳng với một dòng điện tròn, đó là dòng điện I2 cũng có cường độ là 2A. Dòng điện tròn này có tâm ở O2. Bán kính của dòng điện tròn là R lớn bằng 20 cm. Khoảng cách từ tâm O2 đến dòng điện thẳng là R nhỏ bằng 40 cm. Và người ta yêu cầu chúng ta tính cảm ứng từ tại O2. Vậy để xác định cảm ứng từ tại O2 thì lưu ý cho cô, vì ở đây có hai dòng điện khác nhau. Lên tại O2 sẽ có hai cảm ứng từ thành phần. Cảm ứng từ thứ nhất là do dòng I1 gây ra và cảm ứng từ thứ hai là do dòng I2 gây ra. Vậy cảm ứng từ tổng hợp tại O2 chính bằng tổng các cảm ứng từ thành phần tính theo vector. Đó chính là nguyên lý chồng chất từ trường. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải cụ thể bài tập này nhé. Đầu tiên thì các em nhớ cho cô là theo nguyên lý chồng chất từ trường. Thì chúng ta có cảm ứng từ tại tâm O2 sẽ là BO2 sẽ bằng B1 là cảm ứng từ do dòng điện 1 gây ra, cộng với B2 là cảm ứng từ do dòng điện 2 gây ra tại O2. Bây giờ chúng ta sẽ xác định xem cảm ứng từ B1 và B2 như thế nào. Với B1 do I1 gây ra tại O2 thì các em nhớ là đây là một dòng điện thẳng. Cô giả sử nó có chiều đi từ dưới lên trên như hình vẽ. Thì để xác định chiều của cảm ứng từ B1, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải. Ở đây chúng ta sẽ đặt bàn tay phải sao cho chiều của ngón cái chính là chiều của dòng điện I1. Các ngón còn lại sẽ khum lại và nó sẽ chỉ chiều của đường sức từ. Và nhớ cho cô, đường sức từ của dòng điện thẳng chính là những đường tròn đồng tâm cắt ngang mặt phẳng dòng điện. Vậy thì ta xác định tại điểm O2. Khi đó các em có thể để tay như này. Cô coi đây là dòng điện I1 thì các em hình dung ngón cái chúng ta sẽ để theo chiều của dòng điện I1 và khi đó các ngón tay còn lại sẽ khum theo chiều của cảm ứng từ. Vì O2 nằm ở phía bên trái của dòng I1 nên khi mà chúng ta đặt thế này thì chúng ta thấy là tại điểm O2 các đường sức từ sẽ đi từ trong ra ngoài. Rồi, vậy là B1 tại O2 sẽ là một đường, là một vector đâm từ phía trong ra phía ngoài trang giấy. Đây chính là B1. Vậy nhớ ghi lại cho cô là thứ nhất, áp dụng quy tắc nắm tay phải thì ta suy ra được là vector cảm ứng từ B1 có hướng đâm từ trong ra ngoài mặt phẳng trang giấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xác định cảm ứng từ B2 do dòng điện I2 gây ra. Ở đây là một dòng điện tròn. Như vậy để xác định cảm ứng từ
Của dòng điện tròn thì chúng ta vẫn áp dụng quy tắc lắm bàn tay phải. Cụ thể, khi lại các em nhớ cho cô dòng điện tròn thì chúng ta sẽ khum các ngón tay theo đúng chiều của dòng điện. Đó là chiều từ cổ tay đến các ngón tay hướng theo chiều của dòng điện tròn. Đây chính là chiều ngược chiều kim đồng hồ. Rồi, khi đó ngón cái chõi ra và nó sẽ chỉ chiều của cảm ứng từ tại tâm của dòng điện tròn. Vậy thì các em quan sát chúng ta thấy là ngón cái cũng hướng lên trên đúng không nào? Có nghĩa là vector cảm ứng từ B2 cũng đâm từ phía trong ra phía ngoài mặt phẳng trang giới. Vậy thì đây cũng chính là phương chiều của vector cảm ứng từ B2. Các em ghi lại là cũng áp dụng quy tắc bàn tay trái. Cô xin lỗi, là áp dụng quy tắc lắm bàn tay phải. Cho dòng điện tròn I2. Thì suy ra hướng của vector B2 sẽ đâm từ phía trong ra ngoài mặt phẳng trang giấy. Như vậy thì các em có thể kết luận được ngay là cả B1 và B2 đều hướng từ trong ra ngoài mặt phẳng trang giấy. Nên B1 và B2 cùng chiều với nhau. Vậy từ đây chúng ta suy ra là vector B1 và vector B2 cùng chiều với nhau. Khi đó vector BO2 bằng tổng B1 cộng B2. Mà hai vector thành phần lại cùng chiều với nhau, vậy thì kết hợp, cô gọi đây là biểu thức 1, đây là 2. Thì từ 1 và 2 suy ra là độ lớn cảm ứng từ tại tâm O2 sẽ bằng tổng độ lớn cảm ứng từ B1 và B2. Vì hai vector thành phần này là hai vector cùng chiều nhau, nên vector tổng hợp sẽ có độ lớn bằng tổng hai vector thành phần. Điều này thì các em đã được học ở trong phần toán rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chỉ là đi xác định độ lớn của B1 và độ lớn của B2 bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính ngay được giá trị của BO2. Để xác định giá trị của B1 thì ta có B1 là cảm ứng từ do dòng điện thẳng gây ra. Vậy thì B1 sẽ được tính theo công thức là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân I1 chia cho R. Nhớ ở đây là R nhỏ chính là khoảng cách từ điểm O2 tới dòng điện I1. Và R nhỏ thì bằng 40 cm. Vậy thay vào thì các em sẽ có là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân I1 là 2A chia cho R. R nhỏ nhớ đổi cho cô về đơn vị mét các em nhé. 40 cm chính bằng 0,4m. Nếu bạn nào không đổi mà để nguyên cm như vào thay vào trong công thức là chúng ta sẽ ra kết quả sai. Dùng máy tính bấm thì các em sẽ ra được kết quả. Đây cô sẽ thực hiện bấm máy tính để các em có thể quan sát luôn. Là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân với 2 chia cho 0,4. Vậy kết quả chính bằng 10 mũ trừ 6 đơn vị là tesla. Tiếp theo, chúng ta tính độ lớn của cảm ứng từ B2. B2 là dòng điện tròn, vậy cảm ứng từ sẽ xác định theo công thức là 2pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân I2 chia cho R lớn. R lớn ở đây chính là bán kính của dòng điện tròn và bằng 20 cm, có nghĩa là nó bằng 0,2m. Rồi, thay vào thì ta sẽ có là 2pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân với 2 chia cho 0,2. Dùng máy tính để xác định chúng ta có là 2pi nhân 10 mũ trừ 7 nhân 2 chia 0,2. Vậy kết quả ở đây các em thấy là bằng 6,283 nhân 10 mũ trừ 6. Đơn vị là tesla. Như vậy là chúng ta đã tính xong giá trị của B1 và B2.
Vậy, từ đây chúng ta suy ra giá trị B tại O2, cảm ứng từ tại O2 sẽ bằng 10 mũ trừ 6 cộng với 6,283 nhân 10 mũ trừ 6. Vậy kết quả sẽ bằng, các em thấy là 10 mũ trừ 6 là nhân tử chung đúng không nào? Như vậy thì chúng ta sẽ bằng 7,283 nhân 10 mũ trừ 6 Tesla. Đây chính là giá trị độ lớn cảm ứng từ tại tâm O2 của dòng điện tròn. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài toán.